Cô chào các bạn. Trước khi đến với bài học ngày hôm nay, cô mời các bạn cùng cô hướng lên màn hình. Chúng ta cùng đến với hoạt động của một ôn bài nhé. Đầu tiên là câu hỏi số 1. Để các vật có thể biến đổi, ta cần có điều kiện gì? Đáp án của cô là để các vật có thể biến đổi, ta cần có năng lượng. Tiếp theo, hãy đến với câu hỏi số 2. Muốn có năng lượng để thực hiện các hoạt động của con người. Các hoạt động của con người cần phải làm gì? Muốn có năng lượng để thực hiện các hoạt động, con người cần phải ăn, uống và hít thở. Câu hỏi cuối cùng. Nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động của con người được lấy từ đâu? Và nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động của con người được lấy từ thức ăn. Qua hoạt động cùng ôn bài, các bạn đã nắm được kiến thức về năng lượng. Đó là điều kiện rất tốt để chúng ta học bài hôm nay là bài năng lượng mặt trời. Câu hỏi của cô đặt ra là nếu thiếu mặt trời thì điều gì sẽ xảy ra? Mỗi bạn có lẽ đều đưa ra những ý kiến khác nhau về vai trò của mặt trời đối với đời sống của con người. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng qua hoạt động thứ nhất. Dựa theo nội dung 3 bức hình, em hãy hoàn chỉnh sơ đồ sau. Và sơ đồ của chúng ta đã được hoàn thành. Vậy thì qua việc hoàn thiện sơ đồ này thì các bạn hiểu vai trò của năng lượng mặt trời đối với đời sống con người có những vai trò sau. Thứ nhất, mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm cho muôn loài, giúp cây xanh tươi tốt, động vật và con vật khỏe mạnh. Hết bức tranh này thể hiện gì về vai trò của năng lượng mặt trời đối với đời sống con người ạ? Con người đã sử dụng năng lượng mặt trời để sưởi ấm và tắm nắng để có làn da đẹp và khỏe mạnh. Ngoài ra, vai trò của năng lượng mặt trời còn có gì nữa? Cô mời các bạn theo dõi đoạn video clip sau. Để chuẩn bị cho năm học mới, thời gian qua, trường tiểu học dân lập Nguyễn Bình Khiêm ở thành phố Buôn Ma Thuột đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống sử dụng điện bằng năng lượng mặt trời. Với diện tích lắp đặt trên 200m2 tấm hấp thu nhiệt, hệ thống này đủ đáp ứng lượng điện năng tiêu thụ khoảng 5.000 kW một tháng của trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm. Khi đi vào hoạt động, trung bình một ngày với thời tiết nắng bình thường, hệ thống này sẽ thu được khoảng 130 kW điện, đủ đáp ứng tốt cho việc dạy học, sinh hoạt của nhà trường. Tuy rằng chi phí ban đầu thì có nhiều đề đạt, nhưng về lâu về dài thì đó là cái nguồn năng lượng mà mong muốn của chúng tôi sẽ là thực hiện trong cái thời gian sắp đến để mà đảm bảo được cái năng lượng sạch. Mà hiện nay thế giới cũng như là chính phủ cũng đang kêu gọi mọi người dân hãy làm sao tiết kiệm năng lượng, trong đó là tiết kiệm năng lượng điện, thì cái việc mà sử dụng cái năng lượng điện mặt trời góp phần làm tiết kiệm cho cái điện của quốc gia hiện nay đang trong cái tình hình là thiếu thốn, khó khăn. Và hơn nữa là nhà trường cũng muốn là làm giảm đi cái nóng lên của trái đất. Hệ thống điện. Qua đoạn video vừa rồi, các con thấy năng lượng mặt trời có ích lợi gì cho con người chúng ta? Đúng rồi, năng lượng mặt trời cung cấp thêm điện năng. Đây là nguồn năng lượng sạch, góp phần bảo vệ môi trường và là nguồn năng lượng vô tận. Như vậy, năng lượng mặt trời rất có ích đối với đời sống của con người, thực vật và động vật. Vậy thì, nội dung chính của bài học ngày hôm nay chính là mặt trời là nguồn năng lượng vô giá. Mặt trời có thể chiếu sáng và sưởi ấm cho muôn loài, giúp cây xanh tươi tốt, người và động vật khỏe mạnh. Cây xanh nhờ hấp thụ năng lượng mặt trời đã sinh trưởng, để sinh trưởng và phát triển tốt. Chính vì thế chúng ta cần bảo vệ môi trường và trồng nhiều cây xanh. Toàn bộ nội dung bài học này, các bạn đã trả lời được câu hỏi của cô đưa ra từ đầu. Nếu không có năng lượng mặt trời thì điều gì sẽ xảy ra? Đúng vậy các bạn,
Nếu không có năng lượng mặt trời thì sẽ không có sự sống trên trái đất. Và năng lượng mặt trời rất quan trọng đối với đời sống của con người, động vật và thực vật. Vậy thì quan trọng thế nào? Cô yêu cầu các bạn về nhà trong thời gian nghỉ dịch sẽ sưu tầm giúp cô những cái hình ảnh về vai trò của năng lượng mặt trời đối với đời sống của con người. Các bạn đã học tập rất tốt, cô thưởng cho các bạn một trò chơi. Đó chính là trò chơi lật ô số. Trên màn hình của cô có 4 ô số và phía sau mỗi ô số là một câu hỏi bí mật. Vậy câu hỏi bí mật này nằm ở đâu? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bộ câu hỏi mà các cô đã gửi đến các bạn trên website của nhà trường nhé. Sẽ xem trước bài 42, 43 sử dụng năng lượng chất đốt và giúp cô sưu tầm các hình ảnh về ích lợi và tác hại của việc sử dụng năng lượng chất đốt trong đời sống. Cô chào các con.